Em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em đến với kênh chăm sóc cây thắng anh em. Chỗ ở của em là ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em. Lần đầu tiên trong bao nhiêu tháng mà khao khát đợi mưa anh em ơi. Bữa nay ông trời ông đãi ngộ, chắc không phải riêng mình em mà nguyên cái khu vực này luôn. Quất đá mưa quá khứ luôn rồi, mát mình quá trời luôn rồi. Giấc này bọn em thấy ông trời ông bớt mưa nè, ra lên một ít máy cho anh em bà con cô bác mình ha. Em quay lại cái máy anh bữa ban đêm em xả là 4.8 nè, cái vô ta rất nhiều anh em hỏi luôn á, rất nhiều anh em hỏi cái máy này để chiều nay em quay thật là kỹ cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo ha. Con cứ lấy tao quay giúp đi con trai. Cái này là cu vô ta R65, bê tông của nó là 90 ly, lốc thì nó còn em thấy nước sơn nó còn sáng anh em. Cái số CV của nó là 9644. Ta quay cua ta thôi. Còn ngoại hình thì máy nó rất là xấu, nói chung là máy xấu. Nhưng mà được con cái là này, con lấy cái nút dân dai cho con nhận lại đang hồi con lên ra nè. Được con cái nó là dòng Kubota. Với thứ hai nữa là nó công suất nó lớn anh em ơi. Anh em thấy nó vậy nhưng mà anh em bơm nước thì ở tới 90 mình là nó bóp mũi anh em. Với cái thứ hai nữa là nó chạy nó rất là lợi dầu. Thứ ba nó độ bền nó rất là cao. Còn rất nhiều anh em lúc trước em có hỏi là gặp trường hợp này là nên dặm máy lại không cho nó đẹp. Có một số bà con vẫn còn thích những cái máy nhìn có áo là nó đẹp á. Một số anh em là cũng vẫn còn thích cái áo nó đẹp nếu mình dặm lại á. Mà bên em anh em bình luận là kêu em để nguyên, thì em quyết định em để nguyên, em không có dặm giá, không có, nói chung là em để nguyên bản cho anh em mình coi luôn ha. Xấu rồi cho xấu luôn, còn con nào đẹp thì cho nó đẹp. Nhưng mà nó chắc chắn cho anh em là nó nguyên bản. Máy này là nó nguyên bản luôn nè, hoàn toàn không có đụng chạm gì bên trong hết. Có cái bu lửa của nó thì nó bị xấu quá. Bữa nay có ăn khách tới trên An Giang hay Đồng Tháp gì không biết mà biển số 67 chú mua hai cái mà trong đó có hai cái bu nó bị hư rồi nha mày. Thì em tặng anh hai cái bu. Hiện tại là cái máy này không có cái bu lửa nha. Anh em nào làm thì chốt được cái máy này thì em tặng cho anh em cái bu nổ. Chứ cái bu ấm của nó thì giờ nó còn rất là xấu, kiếm chất ga mà nó xấu. Ngoại hình thì máy nó gì đây, cái này em cũng xin là nói với anh em trước là bán lỗ á, bán lỗ máy này. Con lấy cái tay quay cua tay này, con chuẩn bị con test máy này cho bà con mình coi giờ để không có làm mất cái thời gian của bà con cô bác mình nha. Anh nhờ tiền test hàng cho anh em bà con cô bác mình con cái. Nó mất cái nút hả con trai? Mất cái đồ lên da. Mất cái đồ lên da. Cái này anh em nhìn thấy nó mỏ nè. Cái mỏ này nó hung anh hàng xóm nào hay là có chứ chén. Nó hung ai mà nó sức mỏ miếng lên nha. Nhưng mà cái đó không có ảnh hưởng gì hết. Nhìn thì nó hơi mất thẩm mỹ thôi chứ hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết. Bu ly ghim cái trong máy nó đồ còn nguyên si, không có đụng chạm. Thùng dầu thì thiếu lượt nhưng mà không có lủng nữa nè. Dưới đáy thì bắt đầu xét có đốm, nói chung là dấu hiệu xét á. Nhưng mà được con cái đời này nó rất là dày anh em. Chứ em cũng chuẩn bị lên sóng cho anh em vài cái em quay cho anh em tham khảo nè. Cái này là cái Mitsubishi 85, máy này là chạy cực kỳ đã luôn. Cái điện thoại em nó gặp nước mưa cái đầu nó mát, nó nhảy cả tưng tưng rồi nên. Nó mắc nước cái đầu nó nhảy tùm lum đó là anh em chưa có nhìn giùm em nha. Thì còn giọt mưa nó nhiễu một cái là anh nhảy cà tinh nó mát mát giống hệt em luôn. Em chỉnh rồi lại đó. Cái này có Mitsubishi 95, tí xíu em lên sóng của anh em nha. Còn này là có Mitsubishi 7 nè. Nó lộn, cái Mitsubishi màu xanh này là Mitsubishi 85.
cái này có 85 nữa nè, còn cái Mitsu 7 mấy này là tiền nó làm, tiền đổ dầu vô xả vô bọt. Chứ dường như sáng em nhớ là có chỉnh cò không tiền, có chỉnh cò bị em nghe cái tiếng này hở em dừng tiền chỉnh rồi. Đâu con test hàng cho cái máy đó cho bà con mình nghe đi. Mấy bé này nói chung là cái sức lực giống như tiền, nó không có sức quay gì, nó giống chạy nữa, dòng cua ta được không thấy nó nhảy gì đó, rất là nhảy. Cái này anh em mua về bơm nước một cái là tới công chuyện đi, nó mạnh cực kỳ luôn. Còn là anh em mũi dẹt thôi, mình dắt mấy đầu mấy sới anh em. Cái này mà đút cái đi sáo vô nó bóp mũi cho một. Cái máy này thì nãy là nó thiếu có bô zin nên anh em nào có chốt máy này thì em sẽ tặng cho anh em một cái bô nổ. Còn máy thì nó chạy gì này. Cái này anh em bỏ đồng bơm nước, thứ nhất là an tâm về cái đầu bền. Cái thứ hai nó là nó rất là mạnh. Cái thứ ba nó rẻ, mình bỏ xa nhà mình không có lo. Rồi nhờ con trai đắp lên trên. Rồi con đắp thì kỳ cục lên đây. Hả? Bị cứng. À, bị cứng con khó tắt hả? Bởi vì cái này con định vẽ bắp cái con gà xuống luôn. Ừ. Hơi cứng cái dự này. Nó hơi gọ cứng phải không? Chứ nữa mà con nữa kéo cái lò xo này lại. Cái này nó hơi gít, bên em nữa xử lý lại cho anh em mình, bà con cô bác mình ha. Hơi cứng, cái này nó hơi cứng nè. Cái mình máy đang chạy nè, mà nếu mà cái dòng tua nó cao con bé xuống bắp nó nguy hiểm. Rồi em muốn xin báo giá anh em mình luôn ha. Cái máy này em bán cho anh em là 4.9 bao ship nha anh em, 4.9 bao ship. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em, này sẽ tặng cho anh em một cái ống khối nổ, cái bô nổ bằng inox nè. Rồi tiếp tục con đây là con Mitsu 85 màu xanh, con máy này là nhi hổm, nó nghĩ dữ lắm luôn nè, chạy cực kỳ đã luôn. Nhưng mà tí xíu nữa rồi em sẽ báo tình trạng cho anh em mình ha. Nó có một điểm mà em tiếc hoài luôn á. Cái này cái Mitsu 85 cái số series thì em nhìn hết thấy rồi anh em. Cái dòng này nó hạ tiện, cái số series nó ngộ vậy, nó làm cái xíu xưa. Mà xung quanh đây là chỉ có một cái Mitsu 85 nên anh em không có lo vấn đề lộn ha. Tem mà còn cái trái đèn thì nó bị xúc ra gì nè. Màn hình thì sáng sủa rất là đẹp trai. Bu ly đầy đủ theo máy hết luôn anh em, bu lửa bu e đầy đủ hết luôn nè. Rồi nè, cái máy này nó có cái áo ngoài không đi? Có hả? À vậy đó hả? Rồi thì giờ em bán theo tình trạng gì luôn anh em, nó thiếu cái ốp ngoài. Còn anh em nào muốn chế thì em tặng cho anh em cái ốp ngoài để anh em về chế ha, ốp ngoài nè. Bị giống như cái Mitsu 85, nhưng Mitsu 85 mà cái đời nó khác. Hai đời rồi, bởi gắn nó không có vừa. Đi xíu em sẽ báo tình trạng cho anh em mình ha. Giờ em lấy tay quay em test cái máy này cho bà con cô bác mình coi cái thành quả của em ơi. Cái máy này nhìn nó khen hoài là nó khen là cái máy chạy không khói anh em. Bao khói á. Lỏng đẹp hả? Lý do là tụi em biết cái lòng nó là ngồi đem báo tình trạng cho anh em mình thấy ha. Giỡn với anh hay cưng bỏ ngoài mưa mà anh giỡn á anh. Giỡn với anh ha cưng. Để mà mưa mà anh. Chết gì anh em ơi. Nhi bị máy giặt anh em ơi. Máy này nãy giờ bỏ ngoài mưa. Chết nhỏ rồi. Hồi nãy mình có đẩy cái bô không ta, mà nó vô nước ngộ vậy. Nãy mình có đẩy bô gì?
có mấy này bảo đảm với anh em là vậy rất là đã luôn. Cái này nước su 85, anh nhớ là cái tông nó 82 ly với vậy anh em này, nhưng mà ở đời này nó xài bố dục, xài bố dục nó rất là mạnh, mạnh lắm, mạnh luôn. Mệt nhau vậy, máy đang chạy có vẻ xuống bắp tắt rồi, trời bị xứ anh à, anh còn sức anh quay không nữa nè, có phải nước nhóc tắm á, thì nước vô rồi, biết nước vô rồi. Này, tại rửa nước chắc nãy nó vô nước vô que nè, dưới em nãy giờ mưa lớn dữ lắm, chỗ nuôi yến anh em nhìn nó yến nó ra rồi nè. Nó bay đem thu trời luôn mà có người ta nuôi chứ không phải em nuôi. Rồi em cũng xin báo tình trạng với anh em, giờ báo giá anh em mà con có bắt luôn nha. Rồi em cũng xin báo tình trạng cho anh em mình hay luôn. Cái máy này là chạy, em nói chắc chắn với anh em là rất ok luôn á, bảo đảm một khẳng định 100%. Nhưng hôm qua em có tình trạng chạy hồi cái tự nhiên em thấy nhớt nó chào ra. Em nhờ Nhi kiểm tra là Nhi nói là bị nứt cái nắp phải lắp hả Nhi? Nứt nguyên nắp luôn. Nứt cái nắp bị lắp. Rồi em mới rút trong một cái máy này đây, em cho anh em mình coi luôn nè. Nói có chứng cứ anh em mình rút cái nắp này ra. Lọt nguyên cái nắp gắn qua đây. Cái bụp. Tóm lại là máy này anh đã buông nắp thì lắp hoàn toàn, không ăn thiệp gì bộ phận bên trong hết. Nhưng khẳng định anh em là cái máy này rất là thịt. Rồi em xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn ha, cái Mitsu 85 này. Cái máy màu xanh này bán cho anh em là 5.8 bao ship anh em, 5.8 bao ship. Anh em nào làm được cái máy này thì alo cho anh em thử cho. Để cái này là thay cái nắp zin thôi, thay cái nắp zin bên kia, gọt cái máy bên kia gắn qua rồi xong. Tiếp hoài luôn. Mà em cũng hiểu lý do sao mà cái nắp kia nó nứt, em cũng hiểu cái máy này sao nứt cái nắp, em cũng hiểu luôn. Còn cực kỳ tốn phải không? Rồi anh cảm ơn em nhiều coi Nhi. Có gì nó quay vô nước, nó quay chạy nổi chứ gặp em là nãy giờ là xong rồi đó. Rồi em xin nhắc lại lần nữa nghe anh em, Mitsu 85 bán cho anh em 5.8 em bao ship. Máy này là rất là đẹp, thùng dầu cũng đẹp luôn. Anh em nào làm được thì ới em nha. Chào tạm biệt anh em. Chúc anh em ơi. Chúc anh em ơi.